mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Những điều phái nam cần nên biết. Hỏi: thủ dâm có phải là tà dâm chăng? Thủ dâm mặc dù không nguy hại đến người khác, nhưng cũng là một loại tà dâm. Lý do như sau: ngẩng đầu ba thước có thần linh. Người học Phật đều biết rõ điều này. Trên thân mỗi cá nhân đều có thần giám sát. Người nào sống càng chánh trực, hiện lương thì được hộ pháp Thiên Long hộ vệ càng nhiều. Được thần linh ủng hộ thì họ làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi. Mà thủ dâm là tự làm việc nhơ quế, khinh lần thần linh nghiêm trọng. Lâu dần thần hộ pháp cũng lánh xa họ. Lúc này thì bệnh quái, quỷ, mị, tà khí liền bắt đầu xâm nhập vào thân thể họ. Trung y nói, thần có chánh khí, tà chẳng dám quấy phá, là rất có lý đó. Rất nhiều người sau khi nhiễm thói xấu, thủ dâm rồi, thường hay bị cảm mạo, thậm chí mũi bị viêm, vân vân. Đây là biểu hiện chánh khí không đủ, dẫn đến tà khí xâm nhập. Hỏi, thủ dâm có nguy hại gì? Thứ nhất, nguy hại của thủ dâm đối với thân thể hiển lộ rất chậm, nên đương sự tưởng là không có gì. Người trường kỳ tự thỏa dục thì lực đề kháng rất kém, dễ bị cảm, còn bị viêm mũi, viêm họng, vân vân, mãn tính. Nếu phát hiện sớm, dễ cảm hơn người chung quanh. Hơn nữa, chứng trạng luôn nặng hơn người khác, thì cần phải chú ý. Đây là tín hiệu dự báo tác hại của thủ dâm. Thứ hai, nếu cứ tiếp tục hành vi này sẽ khiến nguyên khí hao tổn, phát sinh các chứng suy nhược thần kinh. Tình trạng điển hình là tinh lực không đủ, dễ mệt mỏi, đuối sức, trí nhớ suy trầm trọng. Thứ ba, nếu đến lúc này mà vẫn chưa ý thức được tầm nguy hại của thủ dâm, vẫn còn xa lầy lún sâu trong thói xấu đó, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Những tác hại biểu hiện như sau: một, thần hư nghiêm trọng dẫn đến viêm tiền liệt tuyến. Người bị bệnh này đa số do trường kỳ thủ dâm, túng dục mà tạo thành. 2. Nam tính bị suy thoái, biến chất, dễ xuất tinh, di tinh, gây ảnh hưởng xấu đến hôn nhân sau này. 3. Dễ bị chứng điên cuồng, trầm uất, nặng thì phát triển thành bệnh thần kinh phân liệt. 4. Thần bị tổn hoại dẫn đến bệnh viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu. Hỏi: vì sao có người ưu thủ dâm, có người không? Người ưu thủ dâm là do nghiệp lực diêu cảm, cũng có nghĩa rất nhiều đời trước hạt giống dâm quế lưu sâu trong tàng thức nên mới phát sinh hành xấu này. Những người phạm tà dâm đời này đa số tiền kiếp cũng từng phạm dâm, nay còn lưu lại tập khí xấu. Theo mệnh lý học thì gọi những người này là phạm đào hoa, rất đúng. Có thể nói là họ sinh ra đã có sẵn tâm dâm rất nặng. Nếu như đời này không lo đoạn trừ thói xấu, không lo quân bồi đức hạnh, không chịu phát nguyện dỡ dâm triệt để, thì thói xấu kia sẽ gây nguy hại cho họ đến đời sau. Hỏi: vì sao các bạn học quanh tôi thủ dâm nhiều mà thấy đa số vẫn khỏe mạnh tốt tiếng? Đáp: mỗi một cá nhân có nghiệp lực bất đồng nên tình huống cũng bất đồng, song họ vẫn bị ác tập thủ dâm gieo hệ lụy, gây ảnh hưởng xấu trầm trọng. Có điều do mức độ nguy hại này phát chậm nên người ta không nhận ra thôi. Giả như có người mỗi ngày thủ dâm một lần thì chưa đến 2 năm thân thể sẽ phát sinh vấn đề. Nhất là trước 18 tuổi mà thường hay tự thỏa dục, do thân thể phát triển chưa đủ nên ảnh hưởng xấu càng nặng, có hại đến việc phát triển thân tướng. Tôi đề nghị tốt nhất xin quý vị hãy giới trừ thủ dâm triệt để, nếu không sẽ lưu toàn hạt giống xấu trong tàng thức, gây hại cho thân tâm đời này lẫn đời sau. Tật xấu ấy không khác gì hút ma túy, phạm một lần thì muốn tái lập, bị nghiện rồi thì sẽ chuốc nguy hại to, khiến phúc lộc quyền đều bị quỷ tổn giảm. Hỏi: Tây y chủ trương thủ dâm là vô hại, ngài thấy thế nào? Có thể do bác sĩ vì an ủi người bệnh không muốn tạo thêm áp lực cho họ nên nói vậy thôi. Chứ thực sự thì khi một cá nhân thường xuyên thủ dâm, họ cứ nghĩ là
không có ai phát hiện. Nhưng thực tế, trong mỗi nhà đều có thần thổ địa và rất nhiều chư thần chuyên giám sát dân gian đều nhìn thấy hết và ghi rõ đương sự phạm tội ngày giờ nào. Chưa kể là bên thân mỗi người còn có rất nhiều thần hộ pháp, còn có vô lượng ác quỷ ở rải rác nơi chỗ cư trú của họ. Cho nên ngay lúc người đang thủ dâm sẽ bị thần linh khinh bỉ, chê cười. Đồng thời họ còn bị vật thể âm thừa dịp xâm nhập vào thân, quấy rối, khiến tư duy họ bị lệch lạc ngu si, xảy ra nhiều vấn đề không tốt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người thủ dâm dính đủ loại bệnh về thân lẫn tâm. Chưa kể là có vô số bệnh độc dành sẵn cho người phóng túng tình dục, ưa dâm loạn. Nhiều người cho rằng họ không hề lăng nhăng, ngoại tình hoặc tìm gái điếm qua đêm, mà chỉ giải trí bằng đồ chơi tình dục hoặc bầu bạn cùng búp bê tình dục. Họ không biết rằng các căn bệnh lậu, xui màu gà, sida, giang mai đều là ác báo của việc lạm dục tà dâm. Điều này giải thích vì sao có người vừa tìm gái chỉ mới qua đêm rồi thì bị bệnh, thậm chí dù họ chỉ hành tà hành ái ân cùng búp bê tình dục thôi, vì mà cũng bị dướng bệnh lậu, bệnh viêm đường tiết niệu vân vân. Thời nay còn có thêm nhiều bệnh lạ ập đến, sắp tới sẽ có bệnh ung thư bộ phận sinh dục, ung thư dương vật. Cho nên xin hãy nhớ câu bình thường không làm việc xấu hổ, nửa đêm chẳng sợ ma gõ cửa. Còn nữa, do tác hại của việc thủ dâm hiển lộ rất chậm nên đa số không phát hiện ra. Bởi không nhìn thấy mình bị ảnh hưởng gì đáng lo nên họ cứ lầm tưởng là thủ dâm vô hại. Nếu cứ trường kỳ thủ dâm thì một khi ác bệnh bùng phát, công phá thân tâm, lúc đó không muốn cứu vãn cũng đã quá muộn. Tinh khí giúp tăng sức mạnh cho tinh thần, mà người tự làm thất thoát tinh khí thì sẽ trở thành một bị thịt vô trí, ngu si. Tinh khí là tinh hoa huyết dịch, theo đông y còn gọi là thần thủy, là nguồn dịch nuôi tủy, não, giúp duy trì sức khỏe cực kỳ tối ưu cho cả nam lẫn nữ. Nếu bạn luôn giữ mình trinh khiết thì chất dịch này sẽ nuôi tốt tủy, não, khiến bạn cực kỳ thông minh, sáng trí. Thế nên người trường kỳ tà dâm, thủ dâm là tự làm tổn thương mình nghiêm trọng. Họ thường có tinh thần uể oải, sắc diện không tốt, thần bị hư hoại, sức khỏe suy rồi, do dịch tủy bị tiết ra ngoài nhiều nên xương bị rỗng, xốp, dễ gãy. Hỏi, tôi không tự thỏa dục nhưng có ý dâm, như vậy có sao không? Điều này gây hại không nhỏ. Chúng ta phải nhận thức được ta là ma tính. Hằng ngày nếu toàn nghĩ tưởng chuyện dâm, lâu dần sẽ bị trúng tà, tà ám. Có người còn bị bệnh thần kinh. Quá trình nuôi dưỡng ý dâm cũng làm thất thoát tinh khí thần, lâu dần sẽ gây tổn hại nhiều cho thân tâm. Phải cẩn thận. Hỏi, nếu trường kỳ thủ dâm dẫn đến hậu quả bị viêm tiền liệt tuyến nghiêm trọng thì phải làm sao? Tình trạng này xảy ra rất nhiều, có thể dùng cách chữa trị như sau. Đầu tiên phải giới trừ tất cả hành vi tà dâm, ngay cả nghĩ tới cũng không được nghĩ. Sinh hoạt vợ chồng cũng tạm thời đình chỉ, tốt nhất là một năm trở lên. Nghe thì quá nghiêm và khó, thực ra cuộc sống có nhiều thú vui vô hại, thanh cao nhiều hơn. Nếu bạn chịu khó tu tập tinh tấn thì lòng dâm và ý dục sẽ dần tan, nên đặt tâm ý vào công phu. Thứ hai, hãy in các sách thiện quảng bá nhân quả và khuyên dứt tà dâm. Bạn khuyên được một người giới dâm thì sẽ giảm bớt một phần tội tà dâm, như thế phúc báo bạn sẽ mau chóng phục hồi. Hỏi, vì sao tôi bị bệnh viêm tiền liệt tuyến, uống thuốc rất nhiều mà không lành? Nguyên nhân là do phúc báo bạn quá ít mà bạn tạo duyên lành hỗ trợ quá kém. Cần tu sửa và quảng bá việc giới dâm thì sẽ có kết quả tốt. Chuyện tu sửa mà tôi nói đây chính là nguyện dứt ác hành thiện, nghiêm trì giới luật, tụng kinh sám hối, cương quyết từ bỏ mọi lỗi xấu, thệ bỏ mặn ăn chay. Ăn chay còn giúp thân thể khang kiện, dễ thân tâm quả dục. Hỏi, làm sao giới trừ tà dâm, thủ dâm? Bởi vì thủ dâm thường dẫn đến bệnh thần kinh suy nhược, trầm uất. Bệnh này thường phát nặng vào hai mùa thu đông.
Nguyên nhân phát bệnh là do thủ dâm dẫn tới thần hư. Thần hư khiến lực đề kháng yếu, còn bị vật thể âm xâm nhập vào thân quấy rối, dẫn đến hay suy bậy nghĩ sẵn. Cần nhận rõ nguy hại của thủ dâm, không nuôi dưỡng và cắt đứt mọi ý tưởng dâm tà. Bạn đừng cho rằng khi bạn thủ dâm sẽ không ai nhìn thấy hay phát hiện ra, vì nhất cử nhất động của bạn luôn có vô số quỷ thần đang nhìn rõ mồn một. Nếu tâm dâm nặng quá, bạn nên tu quán bất tịnh để đối trị, phải kiên trì ăn chay, tụng kinh, chú lăng nghiêm. Hãy dâm niệm vừa khởi thì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, lâu ngày tâm dâm sẽ tiêu. Bạn còn phải vĩnh viễn đoạn tuyệt hẳn, không bao giờ xem các phim, ảnh, sách, báo, sắc tình, kiêu dâm, kích dục. Phải dũng mãnh tự chủ, lánh xa các trang web xét đồi trụy, quyết không nhìn, không xem, và hãy khuyên người đừng xem. Muốn giới dâm thành công thì tiếp theo nên tu pháp môn như sau sẽ giúp bạn giữ giới tốt và sớm phục hồi sức khỏe. Hàng ngày tụng 21 biến chú lăng nghiêm, 108 biến chú đại bi và một biến tứ chủng thanh tịnh minh hối. Mỗi ngày nên siêng năng bái Phật càng nhiều càng tốt. Đây là khóa công phu rất hay dành cho người tài gia. Nếu bạn kiên nhẫn hành trì sẽ thấy ma tính tự tiêu, Phật tính dần hiển lộ, đạt được pháp lạc, trụ vị bất thối, tính tâm kiên cố, phúc huệ đều tăng. Những điều tôi nói bạn có thể không tin, nhưng hãy thực hành, tự thể nghiệm thử, rồi sẽ thấy ngay đáp án di diệu. Lời người dịch: Đức Phật từng nói rằng, trên đời có hai hạng người dũng mãnh, hiếm quý, giống như hoa ưu đàm khó gặp. Một là hạng người không bao giờ làm điều ác. Hai là người có tội mà biết ăn năn sám hối, nguyện dứt trừ lỗi xưa. Hai hạng người này rất là quý hiếm, khó có, khó gặp. Thói thường nói lỗi người thì dễ, nhưng tự nhận ra lỗi mình chịu sửa sai là rất khó. Cổ nhân cũng có câu: làm ác mà không muốn người biết là đại ác, làm xấu mà muốn tất cả đều biết, đó là người đại thiện. Bây giờ tôi xin dịch giới thiệu các câu chuyện của những người đại thiện dũng mãnh hiếm quý ngay trong thời đại này. Chính nhờ họ hiểu giáo lý Phật, chân thành thực hành pháp, nên tự nguyện nói thật, sống thật, không dối trá, chịu phơi bày tất cả lỗi lầm bản thân. Chính lòng ăn năn sám hối tha thiết khiến họ muốn đổi mới cuộc đời theo hướng sống tốt đẹp, nên mới không ngần ngại kể hết mọi điều xấu của mình ra. Và cũng vì từ tâm muốn mọi người được lợi ích, không còn phạm lỗi và được hưởng niềm an vui hạnh phúc giống như họ. Bây giờ mời bạn đọc tiếp các câu chuyện giới dâm sinh phúc sau đây, và hy vọng bạn rút tỉa được thật nhiều điều hay từ đó.